Hello, chào mọi người. Mình là Vũ, chủ tiệm phở Hương Lan. Vũ qua Mỹ là năm 2017, chắc cũng mười mấy năm. Lúc mới qua thì mình làm cho cái tiệm phở, cái tiệm nó ở miền Bắc Cali, mình bên Cali qua. Nó bán phở kiểu miền Bắc thì mình làm trong đó, thì mình học. Thì nhưng mà cái nêm nếm á là do mình thích nấu ăn, xong mình biết cách nấu. Cái mình nấu cho nhà ăn, cho bạn bè mình ăn. Xong cái mỗi lần mình nấu vậy đó, mình nêm gia vị thì mình nấu nhiều lần vậy đó thì mình rút ra được kinh nghiệm. Cảm ơn tất cả mọi người và ai mà đã ghé ăn ủng hộ tiệm em trong vòng 2 năm qua, ha. Nhờ có quý khách mà mình mới có được cái tiệm giống như ngày hôm nay. Dạ, một lần nữa xin giới thiệu đến quý vị tiệm phở Hương Lan của thành phố Orlando, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Một tiệm phở rất ngon và đầy uy tín tại nước Mỹ. Và hôm nay rất là vinh hạnh khi em tiếp tục đồng hành cùng với lại tiệm phở Hương Lan để phát tâm 300 phần ăn yêu thương trong ngày hôm nay gửi đến những bà con ở những cái bệnh viện ở phía Bắc của thành phố Nha Trang. Và hôm nay em sẽ tập trung 300 phần ăn này đến với lại bệnh viện phục hồi chức năng. Nơi đây là những người có tuổi, những người bị tai biến và những người kém may mắn trong cuộc sống khi họ bị tai nạn, mất hết sự điều khiển của tứ chi. Và hôm nay nhận được sự phát tâm từ các anh chị ở tiệm phở Hương Lan, thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Em sẽ tiến hành gửi 300 phần cơm đến với lại thành phố Nha Trang. Xin mời quý vị. Lắc chảo đúng không Phượng hả? Nhiều ít. Một giá đầy không? Ủa thì em nói chứ. Đó vô. Nếu kèm thấy ít thì múc nữa. Giống đổ bánh xèo quá ha. Dạ, xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay tiếp tục là những phần cơm đến từ một người Anh ở Orlando, Florida. Hôm nay là tiếp tục là quán phở Hương Lan ở Orlando đó quý vị. Hàng trăm phần cơm sẽ được phát tặng đến hàng trăm bệnh nhân trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là mấy chị đang tiến hành múc cơm. Và thường thường cơm mà phát đến bà con bệnh nhân đó quý vị là lúc nào cũng là cơm nóng hết. Cái này rồi sao nữa Phượng? Ập ra hả? Sao phải làm vậy? Để em xóc chảo nha. Đây, yên tâm. Rồi chín rồi nè. Ập ra đây luôn ha. Đây kính thưa quý vị, tiếp tục quay Phượng làm bên đây ơi. Còn kính thưa quý vị, đây là những cái phần cơm mà sẽ phát đến bà con bệnh nhân trong ngày hôm nay. Có thịt kho, đây là thịt ba chỉ kho, cái này là thịt nướng và cốc lết nướng, cái này là có bắp còi xào. Và hôm nay là phát đến bà con ở bệnh viện phục hồi chức năng ở Hòn Chồng đó quý vị. Hôm nay thì mỗi người là có thêm một phần canh. Canh này là canh đu đủ đúng không chị? Chú Bảy cho con cái phần chè đi chú Bảy. Dạ. Hôm nay cũng là có thêm một phần chè và
một trái chuối để kèm với lại đây tráng miệng. Và hôm nay là phục hồi chức năng cho nên là không có quan trọng chè đậu xanh hay là chè đậu đen thôi quý vị. Chỉ có bên ung bướu thì bà con mới sợ ăn chè đậu xanh tại vì nó bị phai thuốc. Hôm nay cảm ơn anh, cảm ơn một người anh đã liên lạc với em lần thứ hai. Khi tiếp tục là lần thứ hai cũng giống như lần đầu, phở Hương Lan, Orlando, Florida. Nếu quý vị nào đang ở Hoa Kỳ và có đến Florida nghỉ mát thì có thể ghé qua Orlando thưởng thức phở Hương Lan, một cái quán phở rất là ngon. Kính thưa quý vị, đây là biển Hòn Trồng, một cái nơi rất là đẹp và quý vị đang nhìn thấy những cái lá cờ đang giăng khắp cái lối đi ở đây luôn. Và Nha Trang đang diễn ra trong một cái lễ hội du lịch biển đó quý vị. Rất nhiều chương trình đặc sắc đang diễn ra tại thành phố Nha Trang. Con chào mấy bác, mấy ngoại, mấy cô. Dạ. Bây giờ là đang xuống cơm và bà con ơi, bà con đứng từ đây lùi về phía sau giùm con nha, để xếp hàng tạo thành một hàng thôi. Dạ, xếp hàng giùm con tạo thành một hàng thôi, con cảm ơn bà con. Chú ơi, dập thuốc lá đi chú. Dạ. Rồi bà con ơi, bà con cố gắng tạo thành một hàng thôi. Một hàng con mới dễ làm việc được. Chị có nhận cơm không? Có phiếu xếp hàng giùm em một hàng thôi. À, mình là ở Khánh Sơn hay Khánh Vĩnh? Đắk Lắk ạ. Đắk Lắk luôn. Tức là chị mới nhập viện vô chiều nay thôi đúng không? À, chuyển viện. Dạ. Vô xếp hàng luôn đây, chị vô xếp hàng đi. Vô xếp hàng đi. Tạo thành một hàng thôi giùm em nha. Rồi, bà con cố gắng tạo thành một, con mời ngoại đi, con mời ngoại lên đây luôn. Dạ. Bà con có đồng ý nhường cho bà ngoại đây trước không? Dạ. Chưa ngoại chưa. Để con làm một chút cho nó sơm sơm chút. Chưa đâu đào, để nó đi từ từ. Rồi anh Tuấn tài xế vô bẻ chuối giùm em luôn nha. Rồi bà con vô cố gắng tạo thành một hàng giùm con nha. Dạ, ai có phiếu tạo thành một hàng giùm con. Dạ rồi con kính thưa bà con, hôm nay là những cái phần cơm này tặng đến hàng trăm bà con bệnh nhân ở đây là sự phát tâm của một người anh này là chủ của quán phở, một quán phở mang tên là Hương Lan ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Đây là lần thứ hai anh tài trợ đến hàng trăm phần cơm tại Nha Trang quê nhà, và lần trước thì con có phát tại bệnh viện ung bướu. Hôm nay thì con cố gắng mang qua đây để phục vụ cho bà con phục hồi chức năng nha. Dạ, bà con mình cho ảnh một tràng vỗ tay. Dạ, phở Hương Lan, Orlando, Florida. Rồi, ngoại ơi, cho phép con hỏi ngoại mấy phiếu? Bà có 2 phiếu, bà làm rớt phiếu, mất kim có. Bà ngoại có 2 phiếu, mất hết phiếu rồi. Rồi, con tặng cho ngoại 2 phần cơm nha. Bà con ơi, hôm nay là một hộp cơm, một bịch chè, một trái chuối để bà con tráng miệng nha. Dạ. Rồi, chị chờ em chút. Mình mấy phần cơm hả? Một phiếu ha. Dạ rồi, chúc mình ngon miệng nha. Dạ, cô mấy phiếu? 4, 5 phiếu. Dạ.
Còn ai rảnh không giúp giùm em đi mấy chị. À, khách hàng nó nhanh, nó không có lộn xộn. Rồi mình 5 phần nha. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Phải vô hàng xếp hàng giùm con đi ngoại. Dạ từ từ dạ. Dạ rồi chúc bà con mình ngon miệng. Dạ. Đào thu phiếu đi, Phượng phát cơm nha. Rồi chúc bà con mình ngon miệng. Dạ. Mấy phần rồi con chúc chú ăn cơm ngon miệng nha. Đây cô mấy phiếu cô? Là 4 phiếu nhân Phượng nha. Vậy đây rồi con chúc phần của mình ăn cơm ngon miệng nha cô. Dạ. Dạ. Dạ không có gì. Dạ. Bà con rất cảm ơn thì cảm ơn quán phở Hương Lan nha. Mệt lo đi ra Bắc Kỳ. Mấy phần mấy phần? Ồ không có phiếu. Chút xíu. Mấy phần mấy phần? Dạ 2 phần. 2 phần lấy cho chị đây 2 phần đi. Rồi tiếp tục. Rồi lấy thêm một phần nữa đi bác. Dạ dạ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì em đã nhờ bà con. Dạ con biết rồi. Chị mấy phần? Rồi chúc nhà mình ăn cơm ngon miệng nha. Dạ. Rồi chị này không phiếu lấy cho chị 2 phần. Dạ cảm ơn nha. Cô bác hỏi nhiều này chứ con không biết. Rồi chúc phần mình ăn cơm ngon miệng nha em. Rồi chúc bà con mình ngon miệng nha. Ừ. Cô ơi tạo thành hàng giùm con được không? Đây 5 phiếu. Ở đây quý vị thấy lúc nào bà con cũng nhận 5 phiếu, 6 phiếu. Đó là nhận giùm những người mà đi không được đó quý vị. Rồi chúc chị ăn cơm ngon miệng nha chị. Xếp hàng giùm con được không? Xếp hàng giùm con đi con. Cô vô sau nối hàng giùm con. Bả chuối không kịp đúng không? Cô Trang về tội nghiệp đeo, tay nha cô. Đeo đeo giúp chị bả chuối em. Giúp chị bả chuối. Mấy phần bên đây? Giúp chị bả chuối bả chị đưa chị làm luôn cho. Rồi con chúc bà con ngon miệng nha. Rồi tiếp tục. 6 phần rồi 6 phần đủ. Chúc em ăn cơm ngon miệng nha em. Cô ơi, mình xếp hàng giùm con đi cô. Ra sau xếp hàng giùm con đi. Hai bé rồi. Nha. Dạ. Rồi chị chúc em ăn cơm ngon miệng nha. Xếp hàng giùm em đi chị. Mấy phần cô? Không, rồi, chị phải ra sau. Dạ, dạ. 1. Cái này cho 6 phần luôn con. 2. Dạ, được, được, không sao đâu. Cô xách thêm ở ngoài cái bị nó hơi nhỏ rồi. Vậy rồi 4 con chúc ngoài ăn cơm ngon miệng nha. Dạ rồi, con kính thưa bà con. Hôm nay là hàng trăm phần cơm tặng đến bà con ở bệnh viện phục hồi chức năng. Từ một người anh, chủ của một cái quán phở bên Mỹ. 2, Orlando, Florida, quán phở Hương Lan. Rồi em chúc chị ăn cơm ngon miệng nha. Lấy giùm ta luôn con. Cố gắng xếp hàng con nha. Con biết. Mấy phần ngoài? 6 lần phải không? 6 phần. 1, 2, 3, từ chú để giải quyết người đứng đầu nè. 4, 5. Đây ngồi, thả tay vô nghe, ngồi sách được không? Vậy rồi, con chúc ngồi ăn cơm ngon miệng. Rồi 6 phần. Em trai mình không xếp hàng đi em. Em trai đang không có vội cho nên được. Rồi em đợi con tí chú nha. Mấy chị ơi, mấy chị cố gắng xếp thành một hàng giùm em thôi nha. Dạ. Cố gắng xếp hàng nối hàng giùm em luôn. Dạ một phần cơm về một trái chuối, một trái chè. Một bị chè, quên kêu một bị chè. Hôm nay bà con là vừa ăn cơm nè, vừa ăn được chè. Rồi, vừa chúc anh ăn cơm ngon miệng nha anh. Chúc bà con ngon miệng. Dạ, của cô mấy phần cô? 7 phần hết thôi cô ha. Không cô. Cô bả vô bị phải không? 1 phần. 2 phần. 3 phần. Thông báo cho bà con ở đây một tin vui, ngày 25 tháng 3 sẽ là một ngày mưa cơm đến với bà con. Buổi trưa tụi con sẽ phát 300 bàn cơm và buổi chiều tụi con tiếp tục phát 300 bàn cơm nữa tặng đến bà con của mình. Ngày 25 tháng 3 là cái ngày kỷ niệm gì của trong đây là con không biết. Dạ. Theo lời của cái chị trong văn phòng á. Và những cái tấm lá phiếu này là những bà con mà nhận là từ mấy chị trong văn phòng chuyển cho bà con. Rồi 7 phần. Rồi con chúc cô ăn cơm ngon miệng nha cô. Dạ. Chị Phượng tặng ngân tặng ngân giùm em chút. Cô có ở trong đó. 5 phần. Rồi tới lượt mình nhường cho ngoại đây xíu nha. Mấy phần nhường cho ai? Đây, chú ngồi cho chú mấy phần? Thôi giải quyết cho chị đây trước đi.
Nãy chị em nhận chị mấy phần? Phần 5. Bà con ơi, cố gắng tạo đơn hàng giùm em. Dạ. Em biết rồi, để em giải quyết xong cái đã. Từ chưa từ từ. À, giải quyết chưa? Qua đây nào Phượng, bên đây. Em coi thử mấy phần. Của chú mấy phiếu chú? Chú mấy phiếu? Cho con Phượng ơi. Phượng ơi, lấy 9 phần. Ai sách cho chú? Con kêu vô đây nè. Của chú nhận 9 phiếu luôn nè quý vị. Đây là những cái tấm lá phiếu mà mấy chị trong văn phòng đã thu xếp để mà gửi đến bà con từng khoa luôn. À, cái này là rất là công bằng, chia đều hết. Chú tự đi vô hả chú? Dạ. Được không ạ? À? Dạ chị đẩy giúp rồi, chú em đi nha. Dạ. Dạ đủ rồi, dạ đủ rồi. Rồi chúc chú và bà con ngon miệng nha. Bà con ơi, cố gắng tạo thành một hàng giùm con thôi nha. Rồi, bê phần. Rồi chúc em ăn cơm ngon miệng nha. Ủa em nuôi ai rồi, vậy? Rồi cảm ơn bạn cha nha. À. Rồi cũng có mấy phiếu còn thu phiếu nha. Rồi cô sách trước một tay. Rồi của cô 6 phiếu nha. Cô sách hai tay nghe. Rồi, con chúc cô ăn cơm ngon rồi, miệng. Rồi chúc con ngon miệng. Phần đây không có phiếu. Chúc anh ngon miệng nha. Dạ mời anh. Đây kính thưa quý vị, ở đây toàn là những cái hoàn cảnh mà bị tai biến là số nhiều và em sách trước một tay 4 nghe. Tai nạn. Đợi chị một xíu nha. Rồi chúc em ăn cơm ngon miệng nha. Rồi mình 2 phiếu ha. Dạ, chúc ăn cơm ngon miệng chị. Mình mấy phiếu ạ? À? Rồi mình 4 phiếu. Sách trước một tay 2 em. Rồi, của em 4 phần. Dạ rồi, chúc ngon miệng luôn. Mình xếp hàng đi chị, cố gắng tạo thành một hàng giùm em. Rồi phía sau. Mấy phiếu ngoài. Rồi, của ngoài 2 phiếu. Rồi, chúc ngon miệng nha ngoài. Rồi, của chị mấy phiếu? 2 phiếu ha. Dạ rồi, thay mặt quán phở Hương Lan ở Orlando, Florida tặng chị ha. Mười phần chị Phượng ơi. Đừng im. Đây cứ đưa quý vị, chị đây mang theo giỏ là mình nhận mấy phần mang theo giỏ như vậy. 15 phần luôn đó quý vị. Thì tốt rồi, chị thôi bỏ. Em biết, em hiểu, dạ. Ở đây nhiều khi mấy người mà không có người thân nữa, khổ. Như chị đây. Chị đây là ngày nào cũng đi chợ. Rồi, của mình là đủ 10 phần. Em chúc phòng của mình ăn cơm ngon miệng nghe chị. Là tự đi chợ ra kia mua đồ ăn đem về. Cũng là mua cơm chị Phượng Ngầm luôn đó. Rồi, của cô 15 phiếu ha. Dạ. Đây luôn Phượng, bảo đây cho cô. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Này giống như đi chợ luôn đó ha. 6, 7, 8. Rồi một tay lên, còn tay nữa. Nặng ha, nổi không? Tập tạ luôn. 2, 3. Rồi em đưa một tay 4 nữa. Ồ, sao mà sắp nổi. Ở đây cho con hỏi thăm chè đậu xanh với là chè đậu đen, đậu xanh ăn có bị pha thuốc không? Ở đây đâu có uống thuốc gì đâu đúng không? Ở đây chỉ là con kiên trì tập luyện ý chí thôi đúng không? Dạ đủ. Dạ. Chúc phòng mình ăn ngon miệng nha chị, 15 phần. Dạ rồi, chúc nhiều sức khỏe nha. Của mình mấy phần ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 phần với Phượng ơi. Chị là phòng chung với cô Quế luôn hả? Dạ. Mấy phần cô? Cái đây mấy rồi? Rồi, đủ chưa? Rồi, cảm ơn rồi, chị nha. Rồi, cô đây 10 phần nha Phượng nha. Dạ, mình có phiếu không chị? Nhận giùm ha. Dạ. B. Tình thương mến thương luôn. 4. 10 phần hả chị? Dạ. 5 rồi, đợi em tí nghe chị nha. Đứng đợi ơi, đứng đợi với em cho vui. Đã 20
Dạ rồi, chúc bà con ngon miệng luôn. Dạ. Một người bảo cơm mà đâu. Kệ, từ chơi cho vui. Đủ chưa chị? Một phần nữa, một phần nữa. Rồi, chúc bà con ngon miệng. Của mình mấy phần chị? 6 phần. Kính thưa quý vị, ở đây lúc nào cũng là 5 phần, 6 phần, 10 phần, rất là nhiều. Nãy chị ghi kỷ lục 15 phần. Em biết, em hiểu, dạ, dạ. Một phần, hai phần, ba phần, bốn phần, sáu phần hả chị? Năm phần. Rồi, sáu phần, chúc nghe mình ăn cơm ngon miệng nha. Rồi, của cô mấy phần cô? Của cô bốn phần, là mấy phần? Bảy phần, dạ, dạ, dạ. Rồi, bà con chịu khó đứng chờ chút nha bà con, tại vì bỏ vô bị nó hơi lâu một chút. Ở đây cơm thường được là cơm nóng hết. Dạ. 6 phần. Rồi con chúc nhà mình ăn ngon miệng nghiêng cô. Dạ dạ, đợi con một tí chú. Cơm này cơm có gì, cá chuối là cơm của Nha Trang. Mời bạn nha. 7 phần. Rồi anh chờ chú xin anh ha, để giải quyết cho cô đây xong đã. Đây một phần, còn đưa chị đây 7 phần. Yeah. Cách nổi không chị? Nổi. Dạ từ từ. 4 5. Chị xách hai tay đi. Một tay theo nổi. 6. Rồi được. Chị đủ này nha. 8 phần 7. Của anh 8 phần ha. Dạ, chúc bà con ngon miệng nha. 2. Dạ dạ. Rồi bà con ơi, con giới thiệu với bà con nghe, hôm nay là quán phở Hương Lan ở bên Orlando, Florida, nước Mỹ tặng đến bà con. Chúc bà con ngon miệng nha. Hôm nay là bà con là được một hộp cơm nè, một bịch chè với một trái chuối nữa để tráng miệng. Rồi chúc phần mình ăn cơm ngon miệng nha. Ăn chuyện nhiều luôn. Mấy phần? 7 phần, 6 phần nữa. 2, 4, 6, 7. Hai rồi ha chị ha. B 4 5. Rồi của chị đủ, em chúc chị ăn cơm ngon rồi, miệng nha. Cảm ơn luôn. Dạ chúc bà con mình ngon miệng nha. 2 4 6 7. Chị nào cũng 7 hết ha, đi lãnh giùm hả? Lãnh giùm ra luôn á, không phải là. Dạ. Để đi không được hả cho cô? Như cô ở đây là bao nhiêu năm rồi đó cô? Bè. 9 năm hả con? 4. Dạ mới mấy năm thôi. 5 6. Rồi đây cô đúng không? Dạ rồi chúc cô ngon miệng nha. Chúc bà con ngon chúc miệng. Chúc cô ăn cơm ngon miệng. Rồi của mình 4 phần. Rồi của mình 4 phần. Chúc chị ăn cơm ngon miệng nha chị. Rồi 9 phần. Ồ, 9 hay 8? 2, 4. Ở đây cái công đoạn lấy hộp cơm, rồi lấy canh, lấy chè, lấy nước mắm, bỏ chuối. Rồi đây, ở đó, tốn, móc vô một tay vậy nha. Quý vị, và cũng cần 4, rất là nhiều người. Ở đây 1, cơm 2, hoàn toàn là cơm nóng luôn, mới ra lò và chuyển đến bà con ngay luôn. B 4. Rồi một phần nữa này của em đủ. Rồi chị chúc em ăn cơm ngon miệng nha em. Của mình 5 phần. Lại gặp cô nữa ha cô ha, vui không cô? Vui á. Mỗi lần cơm của con ra đây là cơm có chuối, có chè, có nước, ngon không cô? B 4. Rồi con chúc cô ăn cơm ngon miệng nha. 6 5 phần rồi, của mình là đủ. Chúc em ăn cơm ngon miệng. Ông ngoại hả? Ông ngoại bê phần cho mình vô. 1 2
B. Dạ con chúc ông còn ăn cơm ngon miệng nha. Dạ. Dạ dạ chờ con chút. B 4 5 6 7 8. Chị nào? Chị nào rung tay? Sao kêu chị đó đói bụng rung tay? Chị lo cho mình ăn thôi, mình không B. À, chè đậu đen với là chè đậu xanh đó chị. Cá chuối nữa. 6 7 Dạ dạ. 8 Mấy phòng quên rồi? 9 Con chúc chú ăn cơm ngon miệng nha. Tới ai? À, tới cô ơi nha. Dạ dạ. Cô đi, em đẹp trai đứng sau đi. Đây cô. Là 1 phần 2 phần, 3 phần. Rồi con chúc cô ăn cơm ngon miệng nha cô. Rồi tới phần em nè. 2 phần. Lần này chị ra đây chị cũng thấy em hết vậy. Em cũng ở đây luôn hả? À. Rồi đây con. Dạ. Dạ đây con mời chú nha. Con chúc chú ăn cơm ngon miệng. Của chú á hả? Rồi đây con chúc chú ăn cơm ngon miệng nha. Dạ rồi chúc chú ngon miệng nha. Dạ dạ. Cô mấy hộp? Vậy đây, con chúc bè ăn cơm ngon miệng. Dạ. Yeah. Rồi vô ăn cơm đi bạn. Mấy phần con? 4 phần. 1 2 3. Núi này là. Dạ. Dạ. Chết. Dạ. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn ngoại. Hôm nay còn nhiều không mấy chị? Có chưa? Mấy phần? Kính thưa quý vị, ở đây thì em chỉ nhờ phát ra khoảng 250 lá phiếu thôi. Rồi đây chị mời em còn lại là 50 phần là em sẽ không có phát phiếu để dành cho những người mà đi qua đi lại cần ăn cơm đó quý vị. Rồi đi vô ăn cơm. Như quý vị thấy ở đây là còn một số bà con à, chú con mời chú phần cơm nha và đang chúc chú ăn cơm ngon miệng nha. Dành tặng đến bà con. Chị Phượng ơi, cảm ơn chú. Dạ chúc cho bà con nuôi. Rồi con chúc mọi ăn cơm ngon miệng. Rồi quả cháu vô ăn cơm bác bên kia. Dạ hỏi bác cần mấy phần? Bác ơi bác ăn cơm chưa? Bác chưa có hả? Đây con mời bác một phần nha. Dạ con cảm ơn bác. Ủa chứ ngồi nãy có phiếu rồi nè. Vậy hả? Đây con chúc ngồi ăn cơm ngon miệng nha. Bác có cơm chưa? À, dạ, anh trai ngày nãy lấy chưa? Anh có chưa? Rồi rồi. Dạ từ từ nha anh ơi, để em giải quyết cho bà con bệnh nhân đã. Dạ. Hai hộp đây. Đây còn phiếu nữa nè. Ồ đây đây còn phiếu đều đều. À rồi rồi còn hai phiếu nữa ha. Còn không bà con nào có phiếu? Có phiếu không chú? Xin không mà hả? Chờ con tí xíu đi bà con. Tôi thử kiểm tra phiếu ha nghe, chứ để phiếu ra cơm mình hết. Đó thì còn chưa có phiếu đi không có đưa con. Rồi con chúc chú ăn cơm ngon miệng. Ở đây giải quyết rất là còn bé hộp nữa hả? Thôi đây đây con mời chú một hộp đi. Rồi 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 cảm ơn. Mình dạ. Xin bút cùng mình. Thank you. Đây còn có một phần rồi đúng không Phượng? Hai phần ha. Thôi mời còn cô. Chè còn chuối. Con mời cô một phần. Dạ chúc cô ăn cơm ngon miệng. Rồi. Vậy là còn cái phần cuối cùng thôi đó. Chỉ còn một phần cơm cuối cùng. Ủa chị có cơm chưa? Bác ơi, bác bỏ vô bị đi xong bác kiếm cái chỗ nào bác giục rác nha, đừng có giục ra ngoài nha bác nha. Vậy hết cơm nãy không? Chú có cơm chưa? Cơm đâu có. Sao hôm nay chú không có phiếu? Thôi tặng chú trong đi. Ủa vậy hả? Con mời chú nha. Dạ chúc chú ngon miệng nha. Rồi rồi. Bữa trước chú có nhận cơm không? Bữa trước thì chú đem phiếu ra. Bữa sau người ta đem luôn, người ta phát. Bữa trước hả? Rồi ở đây còn chè còn chuối nữa, bác hết cho bà con luôn. Dạ rồi rồi. Dạ không có gì. Chú có cơm ngon rồi. Rồi vậy là xong, cơm của mình để hết. Nhanh quá ha. Thưa quý vị, mấy chị em chợ bầu ở Nha Trang suốt nhiều chục năm qua, tuy nhiên có một số người vẫn chưa nhúng nước biển luôn.
chưa hề xuống đất biển lần nào luôn. Ở đây mình là chỗ Hòn Chồng, một cái địa danh nổi tiếng tại Nha Trang. Hôm nay phát cơm Phượng thấy vui không? Vui, bè con ai cũng đủ ăn hết, là Phượng thấy vui nhất. Mỗi khi mà phát xong thiếu Phượng khó chịu ghê đời, ngày mai phải đem cơm ra cho thêm. À, không lo nhảy xuống biển, nhúng chân xuống biển đi. Nhảy xuống tắm. Lâu rồi chưa có ai xuống biển hết nè. Ước gì ông Tú. Hả? À. Kính thưa quý vị, đây là biển Hòn Chồng và bệnh viện phục hồi chức năng là một cái bệnh viện nằm ngay đường biển, và ở đây một cái vị trí rất là thuận tiện để bà con có thể không mát, không gió mà kiên cường với cái ý chí của mình để mà tập luyện những bước đi hàng ngày để mà có thể sớm bình phục, di chuyển được. Biển Hòn Chồng lúc nào cũng đẹp hết thưa quý vị. Cảm ơn tiệm phở Hương Lan Orlando Hoa Kỳ. Em cũng luôn tiền cảm ơn tất cả các mạnh thường quân để tin tưởng em về để đặt cơm ở quán cơm Phượng Hồng ở chợ Bầu. Và em cũng hy vọng rằng tất cả các chị em ở mạnh thường quân vẫn luôn tài trợ cho quán cơm của em, và em sẽ cố gắng phục vụ bà con ngày càng tiến hơn để đồng hành cùng bà con ở bệnh nhân, bà con bệnh nhân tất cả các bệnh viện. Cảm ơn Phượng. Rồi bây giờ em giữ cho Phượng dạy xuống tắm biển rồi đi lên. Lâu giờ chưa tắm biển hả? Không. Cũng không muốn nhúng chân luôn. Ừ. Lên xe ướt xe người ta về tới nhà còn phải làm việc ở chợ. Dạ kính thưa quý vị, xin được nói lời cảm ơn sâu sắc đến tiệm phở Hương Lan, thành phố Orlando, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Cảm ơn rất là nhiều. Đây là lần thứ hai anh tài trợ những cái phần cơm này đến với lại bệnh viện ở phía bắc của thành phố Nha Trang. Nơi đây là thật sự bà con rất là cần luôn những món cơm, và họ di chuyển rất là xa để mà mua được. Và ở đây mình đem tới và cơm nóng tặng đến bà con, thật sự là rất là mừng. Cảm ơn anh tất cả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng em. Cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.